Và thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Khuya Nay Anh Đi Rồi. Xin gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Và xin mời ca sĩ Lệ Thu lên sân khấu ạ. Em gái Lệ Thu thân thương gửi tới toàn thể các anh các chị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Người đời chờ.